Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Trang Ukraine Pravda ngày 30 tháng 8 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ nhận định lực lượng Nga đang tập trung triển khai các chiến thuật ở Donetsk nhằm kiểm soát thị trấn Pokrovsk. Theo đó, phía Nga đang nỗ lực bao vây các cứ điểm của Ukraine trên tuyến Milorad-Hrodivka ở phía đông và tấn công binh sĩ Ukraine dọc tuyến Selidove-Ukraisk-Hynik ở phía đông nam Pokrovsk. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng phía Nga tiến lên và bao vây đối phương tại khu vực ven hồ Kalivka, phía đông nam Pokrovsk, buộc lực lượng Ukraine rút lui. Lực lượng Nga còn tiến lên tại ba khu vực gần thị trấn Kubiansk ở tỉnh Kharkiv trong ngày 29 tháng 8. Theo TASS, dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrei Marokko, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các binh sĩ Ukraine có thể đang rút lui khi giảm tần suất khai hỏa đáp trả pháo binh Nga tại khu vực phía nam Donetsk. Tại tỉnh Kherson, một binh sĩ Nga với biệt danh Tenor cho biết lực lượng của mình vừa nhận được các máy bay không người lái Siberia, được điều chỉnh tăng tải trọng và bắt đầu sử dụng để tấn công. Về diễn biến trên lãnh thổ Nga, trang The Kyiv Independent ngày 30 tháng 8 dẫn lời quyền tỉnh trưởng Alexei Smirnov cho hay tỉnh này đang thành lập các nhóm vũ trang tình nguyện nhằm đảm bảo luật và trật tự. Các thành viên sẽ được đào tạo và cấp vũ khí để đảm bảo an ninh tại các khu vực đã được sơ tán sau khi Ukraine tấn công tỉnh này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 cho hay, một trực thăng chiến đấu Mi-28NM đã tấn công điểm tập trung binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine tại tỉnh Kursk. Thông tin do thám cho biết, các binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine đã bị tiêu diệt, nhưng chưa rõ chi tiết. Ukraine chưa đưa ra bình luận liên quan. Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Nikolai Oleschak, sau khi một chiếc F-16 của nước này bị rơi vào hôm 26 tháng 8. Trung tướng Anatoly Krivonozhiko sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền tư lệnh không quân. Chúng ta cần bảo vệ người dân, chăm sóc tất cả binh lính của chúng ta, Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo ngay sau khi lệnh sa thải tướng Oleschak được công bố. Đồng thời nói thêm rằng Ukraine cần tăng cường quân đội ở cấp chỉ huy. Cũng theo RT, thông tin tướng Oleschak bị cách chức xuất hiện sau khi vị tư lệnh này có cuộc tranh cãi với một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Zelensky về nguyên nhân khiến không quân nước này mất chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên. Chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine gặp nạn hôm 26 tháng 8. Vụ tai nạn cũng khiến phi công Alexei Mes thiệt mạng. Vụ việc đang được điều tra và chưa công bố nguyên nhân chính thức. Theo nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya, quân đội nước này đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc để mất chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà Mỹ cung cấp. Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do phi công Alexei Mes, biệt danh là Moonfish lái, bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine bắn trúng do sự phối hợp không tốt giữa các đơn vị, Bezuglaya viết trên Telegram. Nghị sĩ này lưu ý thêm rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều khẳng định máy bay chỉ bị mất kiểm soát. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sự cố máy bay chiến đấu xảy ra khi các máy bay F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không để đẩy lùi cuộc tấn công phối hợp của Nga vào đầu tuần này. Tại một thời điểm nào đó trong nhiệm vụ, họ mất liên lạc với một máy bay, sau đó xác nhận rằng máy bay đã rơi. Bộ Quốc phòng tại Kiev thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra sự cố. Năm người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Belgorod của Nga, thống đốc Vladislav Glakov cho biết. Hệ thống phòng không ở Belgorod đã được kích hoạt, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ, ông Glakov viết trên Telegram hôm 30 tháng 8. Một chiếc xe chở khách, một tòa nhà chung cư và một số tòa nhà thương mại đã bị hư hại trong cuộc tấn công. 5 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có 7 người lớn và 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Glakov, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa gắn đầu đạn chùm, phóng từ hệ thống phòng không rocket phóng loạt Vampire. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sikhi cho biết, quân đội nước này đã tiến thêm 2 km ở một số khu vực
thuộc tỉnh Kursk thuộc Nga trong 24 giờ qua. Phát biểu tại một cuộc họp ngày 30 tháng 8, ông Siki nói, chiến dịch trên mặt trận Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày qua, quân đội của chúng ta đã tiến thêm tới 2 km ở một số khu vực, kiểm soát 5 km vuông lãnh thổ này. Trong cùng ngày, chính quyền tỉnh Kursk của Nga cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đã có gần 220 thường dân, bao gồm 11 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này. 65 người, bao gồm 2 trẻ em, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8, trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga nhanh chóng phản kháng, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk lên tới hơn 7.800 binh sĩ và 75 xe tăng. Theo hãng tin RT, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8. Đây là lực lượng được huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 đã xác nhận đoạn video này và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng Kursk. Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV của Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Olgovka, cách thị trấn biên giới Sudha khoảng 30 km. Nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng Ukraine vừa di chuyển, vừa bắn đạn từ súng chính rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó, góc quay từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau tháp pháo của xe tăng. Toàn cảnh cuộc tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe tăng sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kíp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Nga ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch lần này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng. Truyền thông Ukraine đưa tin, Anh có thể cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng trước mắt, London và Kiev cần có sự chấp thuận từ Pháp, Đức và Mỹ. RBC Ukraine dẫn nguồn thạo tin cho hay, Anh có thể cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, để thực hiện quyết định này, cần có sự chấp thuận từ ba quốc gia khác. Cụ thể, Anh và Ukraine phải có sự đồng ý từ Pháp vì Storm Shadow là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Pháp và Anh. Ngoài ra, Đức và Mỹ cũng phải đồng thuận vì nhiều thành phần, linh kiện được sử dụng trong tên lửa có nguồn gốc từ hai quốc gia này. Trước đó, tờ Telegraph và Financial Times đưa tin, các quan chức Anh mùa hè này đã bí mật đề nghị Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow tập kích lãnh thổ Nga. Truyền thông Anh cho biết, Mỹ có vai trò quan trọng đối với những quyết định trên. Hiện, giới chức Mỹ, Anh và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Tên lửa được sử dụng để phóng từ bệ phóng trên không. Tên lửa Storm Shadow được đặt ngang hàng với tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất. Những tên lửa này được biết đến với độ chính xác cao, khả năng tránh radar cũng như xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Tên lửa được trang bị đầu đạn mạnh, có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu như bom ke, cầu và trung tâm chỉ huy. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có tổng trọng lượng 1.300 kg, mang đầu đạn nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h, phạm vi hoạt động từ 250 đến 300 km.
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố bên lề cuộc họp của Liên minh châu Âu rằng Ukraine không được phép sử dụng vũ khí của Italy để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Ngoại trưởng Tajani, Italy vẫn giữ nguyên lập trường về việc sử dụng những vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Rome không có chiến tranh với Moscow. Chúng tôi chủ yếu chuyển giao cho họ các hệ thống phòng thủ, và giờ chúng tôi có kế hoạch gửi thêm một khẩu đội Stamt. Hệ thống này có tính phòng thủ và không thể sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi nhắc lại rằng Italy không có chiến tranh với Nga. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không có chiến tranh với Nga. Do đó, lập trường của Italy vẫn không thay đổi. Họ chỉ được sử dụng vũ khí của chúng tôi trên lãnh thổ Ukraine, ông Tajani nói. Trước đó, hôm 29 tháng 8, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận từ các đối tác để có thể sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga và sẽ nhận được tên lửa tầm xa một cách kịp thời. Việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga sẽ tạo ra sự bất ổn về mặt chiến lược cho Moscow, trong khi sự xuất hiện của máy bay F-16 ở Ukraine sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không. Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng Ukraine có kế hoạch gửi cho Nhà Trắng danh sách các mục tiêu ở Nga mà Ukraine có thể tấn công bằng tên lửa ATACMS của Mỹ. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev đang tiếp tục tham vấn cho các đối tác về khả năng tạo ra một lá chắn phòng không trên các khu vực phía Tây của Ukraine. Giữa lúc khói lửa ngút trời ở Kursk, Nga vẫn điềm tĩnh dồn sức vào Bobrovsk, đặt quân đội Ukraine vào thế nguy ngập chưa từng thấy. Nếu Nga đánh chiếm thành công thị trấn chiến lược này, thế trận Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền đầy nguy hiểm. Các lực lượng Nga đang khép chặt vòng vây đối với Bobrovsk, trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine. Thị trấn này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Giới chuyên gia gọi thị trấn này là cứ điểm chắc chắn cuối cùng của Ukraine trong cuộc đối đầu với cuộc tiến công của Nga ở miền đông. Nga đang dồn nguồn lực của mình vào việc tiến đánh Bobrovsk, thị trấn có 60.000 dân. Quân Nga đã tạo được một khúc lồi tiến sát Bobrovsk trong bối cảnh quân Ukraine vẫn đang chiếm giữ đất của Nga tại tỉnh Kursk. Thị trấn Bobrovsk là nơi hội tụ nhiều tuyến đường bộ lớn cũng như những tuyến hậu cần quan trọng. Các chuyên gia cho biết, Bobrovsk giữ vai trò thiết yếu trong đảm bảo hậu cần cho lực lượng Ukraine trên khắp vùng Donbass. Nhà phân tích George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington nói với tờ New York Post vào hôm 29 tháng 8 rằng thị trấn nằm ở giao lộ của một số tuyến quốc lộ trọng yếu như những mạch máu đảm bảo đạn dược, lương thực, thuốc men và những hàng hóa quan trọng khác cho lực lượng tiền tuyến. Theo nhà nghiên cứu Barros, Bobrovsk là cứ điểm đô thị phòng ngự tốt cuối cùng của Ukraine để bảo vệ khu vực Tây Nam Donetsk. Tata Rigami, nhà phân tích quân sự, sáng lập viên của Front Intelligence Insight, viết trên mạng xã hội X. Hiện nay chỉ có hai nơi ở Donbass đáp ứng được vai trò hậu cần huyết mạch, đó là thị trấn Bobrovsk và thị xã Kramatorsk. Tầm quan trọng của Bobrovsk vượt ra ngoài những kết nối đường sắt. Đây còn là đầu mối giao thông đường bộ, giúp vận tải và phân phối hàng hóa. Nga từ lâu đã nhắm vào con đường bộ H-20 nối Bobrovsk với Kosti-Antinivka. Tuyến đường này mà bị cắt, việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine ở khu vực Bakhmut, Holivka sẽ trở nên tệ hại hơn. Mất Bobrovsk sẽ đe dọa hậu cần của khu vực này từ Vuhleda tới Holivka. Trước các hoạt động quân sự dồn dập của Moscow, Kiev đã bắt đầu sơ tán ồ ạt cư dân tại thị trấn lớn này của miền đông nam Ukraine. Nếu Nga đột phá thành công, thì việc nghiền nát cứ điểm này sẽ trở thành một trong những thắng lợi lớn nhất mà họ giành được trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh xung đột Ukraine khá giằng co suốt 2 năm rưỡi qua, theo John Hadia, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ ở Washington, Mỹ,
Ông Harrier nói với New York Post vào hôm 29 tháng 8 rằng nếu Bobrovsky thất thủ, tôi cho rằng điều này sẽ phức tạp hóa hoạt động phòng ngự của Ukraine ở khu vực đó của tỉnh Donetsk. Khi ấy, tôi nghĩ là Nga có thể thọc xuống phía nam, cố gắng đánh bật quân Ukraine khỏi đây. Một nhà quan sát quân sự Ukraine đánh giá, việc Bobrovsky thất thủ sẽ là thảm họa nghiêm trọng ở cấp chiến dịch đối với Ukraine, làm bung ra vô số vấn đề cho Ukraine, như cắt đứt tuyến hậu cần của họ và tạo điều kiện cho đối phương tiến nhanh ở miền đông. Nhà phân tích Barros bổ sung, nếu thiếu hậu cần tốt, thực sự rất khó có được lực lượng chiến đấu hiệu quả và đảm bảo sức chiến cao. Binh sĩ chỉ mạnh khi được trang bị đầy đủ, cung ứng đầy đủ, được có những phương tiện vật chất cần thiết để chiến đấu. Ông Barros dự báo, Nga sẽ huy động thật nhiều nguồn lực để tiến đánh Bobrovsk. Ông nhận định, Nga sẽ ra sức bào mòn sức chiến đấu của quân đội Ukraine trước khi đánh chiếm Bobrovsk. Chiến sự chưa thực sự diễn ra tại thị trấn Bobrovsk, nhưng giao tranh ác liệt đã nổ ra tại các thị trấn và ngôi làng nhỏ xung quanh Bobrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận vào đêm ngày 28 tháng 8, tình hình cực kỳ khó khăn, những lực lượng lớn nhất của Nga, những nỗ lực quân sự chủ chốt của họ đang tập trung tại đó. Tính đến ngày 29 tháng 8, lực lượng quân sự Nga đã tiến tới vị trí chỉ cách Bobrovsk có 9,6 km. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong bản cập nhật hôm 29 tháng 8 cho biết, tình hình chiến sự Ukraine hiện nay là nóng nhất ở khu vực Bobrovsk. Họ cho hay, trong riêng ngày 29 tháng 8, đã có hơn 23 nỗ lực riêng rẽ của đối phương tấn công vào vị trí của quân Ukraine trên hướng này. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Siesky phát biểu trong một thông cáo, giao tranh thực sự khốc liệt. Đối phương tung vào trận mọi thứ có thể di chuyển được, cố gắng phá rối hệ thống phòng ngự của quân đội chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ chính của chúng tôi là củng cố phòng tuyến ở những nơi khó khăn nhất của mặt trận, đảm bảo cung cấp cho các lữ đoàn đủ đạn dược và các loại khí tài. Nga duy trì lực lượng mạnh ở gần Bobrovsk, dù Ukraine đang tấn công dữ dội vào tỉnh Kursk của Nga. Ông Hadia nói, bằng chứng cho thấy Nga không quá lo lắng về tình hình ở Kursk đến mức phải bỏ dở chiến dịch ở Bobrovsk. Ngoài việc cầm chân quân Ukraine ở Kursk, Nga cũng gia tăng hoạt động không kích nhằm gây áp lực lên toàn bộ Ukraine. Các lực lượng Nga bắt đầu đánh mạnh vào các trạm điện của Ukraine trước khi mùa đông tới. Những nỗ lực này cũng giúp giảm bớt áp lực lên quân Nga ở Kursk. Trước tình hình nguy ngập của Ukraine ở Bobrovsk nói riêng và miền đông Ukraine nói chung, một đồng minh quan trọng của Ukraine là Hà Lan đã tuyên bố Kiev có thể sử dụng máy bay tiêm kích F-16 để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ấn phẩm NOS hôm 29 tháng 8 đăng tải tuyên bố của Tư lệnh Quốc phòng Hà Lan. Chúng tôi chưa đặt bất cứ giới hạn nào lên việc sử dụng và phạm vi sử dụng F-16 của Ukraine. Ukraine có thể dùng những nguồn lực chúng tôi cung cấp theo ý muốn của họ, miễn là tuân thủ luật nhân đạo chiến tranh. Hà Lan là nhà cung cấp vũ khí khí tài hào phóng cho Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Và cho tới nay, Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 24 chiếc máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Không chỉ nỗ lực tiến sâu vào Kursk, quân đội Ukraine còn chủ động cắt đứt các cây cầu quan trọng nằm ở phía nam tỉnh này, lộ rõ mưu toan vây hãm quân Nga tại đây. Ukraine đang tiến dần đến mục tiêu đó. Tuy nhiên, Ukraine có thể phải trả cái giá không nhỏ cho ý đồ này. Ngày 19 tháng 8 năm 2024, giới phân tích quân sự nhận định quân Ukraine có khả năng bao vây lực lượng Nga làm nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh thổ nằm giữa một con sông ở Kursk và biên giới Nga-Ukraine. Trước đó thì Ukraine đã oanh tạc những cây cầu là lối đi duy nhất để tiếp tế cho lực lượng Nga tại đây, hoặc có thể họ rút lui. Mykola Belyuskov, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phi chính phủ Compact Alliance chuyên hỗ trợ quân đội Ukraine, cho biết quân Nga có thể buộc phải rút khỏi khu vực này nếu họ có nguy cơ bị cắt đứt tuyến tiếp tế hoặc phương tiện rút lui. Ông Belyuskov nhận định,
Tấn công các cây cầu đó sẽ gây phức tạp cho đối phương hoặc ngăn chặn hoàn toàn họ trong nỗ lực duy trì lực lượng ở bờ nam của sông Seim. Nếu quân Ukraine kịp tiến tới bờ sông, họ sẽ giành được lợi thế tạo rào cản tự nhiên phía trước cuộc phản kích của Nga. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.